Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách có làm nhận được 100 triệu đồng token Moncoin in. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 685 tài khoản holder, đã phát sinh 4.258 lượt giao dịch nha. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net nha. Link truy cập website được mình đặt ở dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn search contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Trustwallet của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu token Moncoin sưu tập phần 9. Các bạn nhấn tiếp theo, nhấn thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nha. Tìm tới bước 2, truy cập vào nhấp vào link rút gọn đây để nhà truy cập vào website và nhận token nha. Thế đây, nó nói là bạn chưa kết nối với mạng BSC. Nhấp vào biểu tượng MetaMask bên dưới thì các bạn nhấp vào đây nha. Rồi nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi sau khi đã nhấp được kết nối với ví thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình nha. Underdrop đây, cái hộp quà đây nha. Rồi các bạn nhấp tiếp theo, nhấp vào đây cho mình, yêu cầu Android. Rồi các bạn nhấp tiếp theo vào cái nút đăng ký đây nhé, hôm qua đây, đây đăng ký với Monster Android đây, hoạt động với chi phí rằng đây, các bạn nhấp vào đây nhé. Rồi nó sẽ hiển thị lên cái bảng mất Visa là 0.000693 VNB, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Chờ một tí là token sẽ phân phối về ví thôi. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clam.net nha, để cập nhật những dự án MiFi, phần thưởng token mới nhất cho về mặt đặng Balancing Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản các sàn giao dịch khác, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh luôn. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là cái dự án nào đặc biệt sắp kết thúc, bạn có thể vào đây rà lại xem những dự án nào mình các bạn chưa tham gia thì hãy cố gắng là tham gia nhé. Bạn có copy contract dán vào ví của bạn và nhấp nhận token để vào web để nhận token nhé. Rồi quay trở lại vấn đề của Clam, nhấp vào đây thì nó sẽ mất nhất Visa, thì các bạn nhấp tiếp theo yêu cầu đây, yêu cầu 100 triệu đồng token Mon đây thế nhé. Rồi các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Cái này ta làm hơi lằng nhằng nên các bạn cố gắng chịu khó làm một tí nhé. Làm có mấy bước là hơi lằng nhằng. Nhấp vào hộp quà này, để Android này, xong nhấp vào yêu cầu của Android này, nhấp vào nút đăng ký này, xong nó hiện lên cái yêu cầu được phát hành thì các bạn nhấp vào này. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để cả Lam nhận được 100 triệu đồng token Moncoin. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.